Xin thông báo, đây là cái cuộc đối đầu của ba con quay nano. Hello các em, nối tiếp con quay nano 5, 6, 3, 4, 5, 0, 1. Thì hôm nay chị sẽ khui 6, 3, 4, 5, 0, 2 nha. Đây là cái bộ 6, 3, 4, 5, 0, 2. Có sự kết hợp của màu xanh, màu cam và màu trắng. Đây là cái vỏ hộp phía sau. Hàng chính hãng thì luôn luôn có cái logo của Audi. Đây, hai cái logo của Audi. Và đây là cái mã. Các em mua hàng nhớ lưu ý nha. Có cái tem của Audi là hàng chính hãng nha. Đó, logo của Audi. Bây giờ hàng phai trên thị trường rất là nhiều, cho nên các em đừng có thấy giá rẻ mà mua là trúng hàng phai đó. Rồi bây giờ chị khui thôi. Cái cây để mở màu vàng. Đây là cái nắp chiến thần. Nắp chiến thần hình đại bàng, con chim đại bàng nè. Tờ giấy hướng dẫn. Đây là em Nano 5. Trời, rất là đẹp luôn. Đây. Đây là con 501, đây là con 502. Ở đây thì cái chân đế nó có cái viên bi nó lăn được. Còn ở đây thì cái chân thì nó lại có được hai màu. Ôi, một cái màu bên này á nó bằng cao su nè các em, bằng cao su, còn một bên thì bằng trụ sắt. Nè các em thấy nè. Đây là bằng cao su nè. Còn bên đây là cái bằng sắt. Còn ở trên này thì giống nhau. Đây là cái chân đế của cái thế tấn công. Còn này là chân đế của thế phòng thủ. Bây giờ mình cũng sẽ mổ bụng con này xem. Phẫu thuật nó thôi. Chị gắn nó vô thử xem nó đẹp không nha. Đó. Các em thấy như thế nào? Trời ơi, con nào cũng đẹp hết á. Thật sự nếu mà để chọn lựa thì không biết là chọn con nào luôn á, chắc chọn hết luôn. Quá đẹp luôn. Ơi, cái nắp này mở dễ nè. Cái nắp bữa hôm qua chị con 501 chị dặn nó muốn chết luôn vậy. Phải thật. Nó được lắp bởi ba cái dòng. Đây là dòng nhựa cao su dẻo nè. Hai cái dòng này bằng nhựa cao su cứng. Đó. Cái này phẫu thuật tiếp nè. Đây là vòng sắt chiến đấu. Ở trên nó có khắc cái chữ Audi. Đây. Đó. Chữ Audi nè. Ở bên trong nó lại có một cái vòng nhựa nữa. Vòng nhựa dẻo.
Con này thiết kế cầu kỳ hơn con 501 á. Ở đây lại có một cái lớp nữa. Cái miếng này là một cái miếng giống như là miếng giấy mà giấy kiến đó. Cái tấm này nó sẽ làm ánh cái mặt con quay này cho nó đẹp hơn nè. Lại còn ba con ốc nữa. Trời ơi, cái con quay này ốc nhiều dữ. Đã phẫu thuật rồi cho nên là mình sẽ mở. Sự kết hợp giữa màu đen và màu trắng rất là đẹp. Sự kết hợp giữa màu đen và màu trắng nó sẽ làm tôn vinh lên ánh hơn cái màu trắng nè, làm cái con quay nó ngầu và sang trọng hơn. Thế là mình đã phẫu thuật hết rồi. Trời ơi, các em thấy cái phụ kiện của nó đó, rất là nhiều luôn. Thêm con quay này có thêm một cái miếng này nữa đó. Đây nữa nè, cái này mới nãy chị lắp vô rồi. Đó, phụ kiện của con quay nà đồ nè. Đây nữa. Sự kết hợp, bây giờ mình sẽ kết hợp đóng này lại. Bây giờ mình ráp lại nha, bây giờ ráp lại. Em nào mà chơi mà phẫu thuật giống như chị thì nhớ để con ốc qua một bên nha, coi chừng mà rớt ốc nữa. Ốc này nó rất là nhỏ cho nó rớt là nó văng đi vô kẽ và mình kiếm không có ra. Phẫu thuật xong các em ráp vô cho đúng nha, đừng có thiếu con ốc nào nha. Xong. Mình đã xong cái nắp phía trước. Bây giờ mình sẽ gắn cái vòng chiến đấu nè. Xong cái vòng chiến đấu. Cái này ráp vô con này. Đó, hay cái này ráp đơn giản lắm, không có gì phức tạp cả. Trời. Ừ, còn cái này phải gắn ốc này nữa chứ. Xong. Đã ra con Nado 502. Các em hãy nhìn xem các em thích con nào. Đây là 501, đây là 502, như vậy đi. Đây là 501, đây là 502. Đây là nắp chiến thần của 501, đây là nắp chiến thần của 502. Đó. Các em thích con nào? Các em thích con nào hãy nhớ comment bên dưới cho chị biết chứ nha. Bây giờ mình sẽ chiến đấu hai con quay này thử con nào mạnh hơn nha. Bây giờ là đến thời gian chiến đấu của hai con quay 501 và 502. Thứ nhất là anh Bo chọn con nào? Con này, 502 đúng không? Đúng rồi, 502. Giờ 501 đúng không? Rồi, cầm tay cầm đi. Tay cầm giống nhau vậy? Đúng rồi, tay cầm thì giống nhau thôi. 1, 2, 3. Rồi, từ từ nha, 1, 2, 3 rồi hái nha. Thả, 1, 2, 3. Trước. Con trước dài. Không cần trước ai. Nhau nhìn sơ rồi ai. Trời ơi, cái con 501 của mẹ rất là bền bỉ, nó đứng yên chỗ kìa. Còn con kia là nó chạy xung quanh rồi, nhưng mà thua rồi. Bởi vì tấn công nhiều nên thua. Lại không? Lại đúng không? 2, 3. Rồi quỳ đấy nha. Vô. 501. Đúng rồi, hình như 502 hơi yếu ấy. Rồi con tiết sức mạnh của cho nó đi. Mẹ cũng tiết sức mạnh nè, tiết sức mạnh. Con bảo vệ rồi. Em được bước trước. Thôi coi thử em nào thắng. Rồi, hay quá. Nhưng mà gì em 501 mạnh quá. M
mình không bóc lên được, mình có thể đó, mình có thể để như vậy. Khoan đã, mình bỉ rồi đúng không? Mình bỉ đúng không? Rồi đổi không? Đổi thử không? Có khi nhiều lúc cái tay con yếu hơn thì sao? Rồi đổi thử. Tấn công. Tấn công đúng không? Tấn công thì mình đấm như vậy, nó quẹo lên. Một, hai, ba. Đó. Con thua rồi. Tấn công là con thua. Vậy em này tấn công mạnh hơn. Rồi, vậy là nó là mỗi con nó đều có một cái sức mạnh khác nhau. Cho nên tùy theo mình chơi như thế nào thôi, mình thích chơi như thế nào thôi. Con này thì tấn công mạnh nè. Đó, cái đầu này là mạnh nè, thấy không? Lại không? Lại lại nha. Mình bỉ hả? Mình bỉ là đấu với tấn công đi. Wow. Ừ. Xong rồi đây là xong rồi mẹ bình bỉ xong rồi con tấn công đó vậy đó. Wow, wow. Cái là ăn không rồi. Có một cái mỗi con có một con đội thắng đúng, như là đúng rồi. cái con 1502 á là nó chỉ thắng lúc khi chiến đơn tấn công thôi. Còn bình bỉ thì nó sẽ luôn thua. Cho nên mỗi con nó đều có một cái ưu điểm riêng. Còn con này á là bên bị thắng, còn tấn công thì thua. Ừ, đó thấy quá. Chưa? Giống như đó nè, 502 nè, rất là bền bỉ em hai con giờ tận nãy giờ còn chưa có phân bất phân thắng bại. Ôi, để thử rồi chứ. Ý, nhưng mà con của mẹ không có tiếp xúc được, như vậy đâu tiếp xúc được. Ấy dè. Thôi chơi lại. Bây giờ nhắm mắt cho chọn nè. Nhắm mắt không? Khoan, nhắm mắt khoan để lộn lại, lộn rồi thì chọn đi. Chọn cái này đi. 501 502 Cho bình bỉ không? Bình bỉ nha. Thôi bình bỉ mình dắt một trắng mình thua rồi. Đừng đụng, bởi vì đụng tác động của ngoại lực thì nó sẽ làm con quay yếu đi, rồi nó chạy xung quanh kia. Cái gì vậy? Ê, nhưng thắng rồi á. Ủa, con này bình này nó chạy xung quanh, con này bình bỉ thì nó thắng. Còn con này mà nó tấn công nữa luôn rồi. Chẳng. Nhưng mà con mẹ đang thắng mà. Không, mẹ nó đi xung quanh nữa. Mình chắc mẹ thắng à. Yeah. Chắc à. Rồi bằng nhau mà. Bây giờ nè, chơi tấn công. Tấn công nè. Ôi, giành gì đâu. Quá, quá. Con này nó mạnh này chứ. Ừ, nó mạnh lắm. Trời ơi, nó mạnh lắm, đụng vô sợ nó đứt tay nữa. Ghê thiệt. Mẹ muốn nó cho nó đấu thử cái dòng sắt này, thử nó thắng không? Cái con 502 á, nha. Bây giờ con chơi dòng sắt này nha. Được không? Con chơi dòng sắt này đi. Nadova nè. Nếu vậy thì mẹ sẽ cho nó cái chăn đế về đúng cái chăn đế của đại bàng đi. Đó. Rồi. Ui đẹp không? Đẹp quá luôn ý. Ý đẹp lắm đi. Bằng nhau nha. 1, 2. Wow. Ừ, không được, cái dòng này mẹ thấy nó dòng này hơi mạnh hơn rồi đó. Sơ sơ là ừ. Sơ sơ là em 502 thua rồi đó. Đó, vừa anh tán vài cái là anh này xỉn liễn liền. Đó, xỉu luôn, thấy chưa? Không thể nào thắng được.
Cuộc chiến đấu giữa 501 và 502. Đây là 502. Còn em là mấy? Đây là 501. Đâu không 3 đâu. À 503 chưa vui. 01. Rồi 501 và 502 chiến đấu nha. 1, 2, 3. Đó, bây giờ mới công bằng này. Dân bạn nói lần rồi. 1 2, 3, 4. Thôi khỏi đếm. Rồi hết giờ rồi đó. Trời, nhìn cái này nó quay rất là bền bỉ luôn nè. Nó quay đều nữa. Nó không có lung linh nữa. Nhìn cái này nó lung linh rồi. Rồi đã biết ai thắng luôn rồi đó ha. Không biết làm sao lại nó vừa nè. Nhìn cái sao. Tại sao? Cái chỗ này nè, nó có cái này. Chỗ nào? Chỗ này nó dài. Đâu có sao đâu. Cái này chỉ là nắp chiến thần đâu. Đâu có ảnh. À biết rồi. Vì cái này nó sắt. Đúng rồi, cái dòng sắt. Tại cái dòng sắt này nó dày nhiều, hơn nó chứ nhiều hơn nữa. Còn cái này dòng sắt nó mỏng hơn. Thấy cái dòng sắt nào mà nó bự hơn, nó dày hơn là nó dễ chiến đấu hơn. Giống như nó cái mạnh. Kia giống như con này chết liền. Con này là dòng sắt là kinh dị luôn. Một cái dòng sắt như vậy mà không thắng sao được. Mà nếu mà bộ này mà lắp ráp lại thêm cái con chiến thần rực lửa nữa. Bất con người nó tử luôn à. Bây giờ là con nào dòng sắt nhiều là chị thấy là nó mạnh rồi đó. Vậy đó thử cái con này, cái con này. Con này thì nó nhẹ là nó thua, dễ thua lắm. Nó nói này, đâu này, này. Bộ đôi kết hợp của chiến thần hộ pháp cao cấp chiến đấu cùng hai con quay Nado 5. Như phải đặt hai cái đế sao? Không cần, đây nè, đế nè. Từ từ. Đây là bộ đôi của chiến thần hộ pháp cao cấp. Bây giờ sẽ chiến đấu với hai Nado. Xin thông báo. Đây là cái cuộc đối đầu của ba con quay Nado. Đây là quay Nado 3 cao cấp. Đây là hai con quay Nado 5 cao cấp. Đây là hai con bồ. Còn đây là một con nhưng mà một con két. Đúng rồi, một con ráp lại. Rồi. Bây giờ hai con này sẽ ra trước và con này ra sau. Bởi vì con này chiến đấu có một à. Rồi nha. 1, 2, 3. Rồi thấy em này là thua rồi ha. Nó thua luôn rồi. Chưa nhỏ chị. Tại vì hồi nãy ra ý đó. Đây đúng không? Rồi lại nha, xí xóa nha các bạn. Xí xóa nha. Nhưng mà nhìn cơ sơ sơ là thấy em này là cũng nhất luôn rồi đó. Thôi. Không ngờ. Chưa em nào để qua được không, em này hết trơn. Không ngờ mày chưa, một cái tay. Mày là chưa thấy em nào mà qua với em này. Các bạn có bộ này hay không? Không ngờ mình hơn quá. Mình đẹp siêu tập được cái bộ này hơn ghê. Mạnh nha, rút mạnh nha. Thôi đó. Hai cái đàn yếu anh này. Yếu mà đàn yếu cực kỳ. Ôi mẹ ơi. Biết ai nhất nhì thua, ai nhất nhì ba rồi đó. Rồi nó đều rồi, thua rồi, em thầy thua rồi. Ra đây. Hai con này còn nó này. Đều. Để thử coi. Nhưng không được đều cho lắm ha. Kết cuộc là ai đây? Kết cuộc là ai? Nhìn đến đây là biết rồi, này nó rất là êm dịu. Nó bự. Nó rất là bền bỉ luôn. Nặng nữa. Đều nhau hả? Con này thắng 1 giây. Con này sao thắng 1 giây, ngày chậm hơn hả? Nhưng mà cũng được, bởi vì con này ra sao? Nó là ra sao? Tính ra là nó ra sao, tính ra là nó thua bây chứ. Bây giờ cho nó trước thử coi. Rồi ra trước thử coi. Thử lại lần nữa nha các bạn. Đấu với nhau đi. Chắc thảo được không? Còn chiến nữa. Giữa 501, 502 và chiến thần bà. Chiến thần bà. Ráp lại. Và bây giờ cái kết cục anh đã thắng rồi. Cái anh này yếu quá đó thì anh này yếu. Anh này cực yếu luôn. Ây da. Anh đang anh chen vô. Anh còn yếu mà anh còn chen vô nữa. Anh đi chen vô bây giờ không được rồi. Rồi thua rồi. Thôi. Vậy là con chiến thần hộ pháp cao cấp này luôn luôn là sức mạnh bình. Chưa chắc à. Chưa chắc à. Đúng rồi thôi kệ chưa chắc đi. Nó chưa hết à. 30 chưa phải là Tết. 30 chưa là công nhận 501 mạnh thiệt. Nhưng mà nó tương đương là tại vì hồi nãy tại vì con này nó ra trước. Đúng rồi, hồi nãy con ra sau cho nên hồi nãy nó thắng. Rồi xong rồi con này á nó ra trước. Con này ra ấy. Bây giờ hai con này á mình sẽ ra trước 5 giây, xong con này sẽ vô được.
là trắng trắng hay là thắng rồi. Chưa mà chưa chắc à, chưa nữa chưa chắc à. Thử một lần nữa nha. Đây không, 1, 2, 3, 4, 5. Còn biết ai thắng rồi đó. Con này bảo vệ, con này bảo vệ lên. Cho luôn hả? Cho nó luôn hả? Không. Bóc nó ra. Không. Ôi mà ơi, phải kịp giờ. Làm gì không có được nữa đâu, không vô nổi được. Thua rồi kìa. Nói chung mày thấy hai con này cũng tương đương với nhau, xích sót chỉ có một giây thôi à. 501 nè, cũng rất là mạnh luôn. Đó, thấy chưa? Bằng nhau. Ủa, bằng nhau, mày thấy con 501 rất là mạnh luôn á. Tính ra thì nếu đây, tính ra là từng giây thì là ai nhất nhiều là bé. Đây, hai nhất và đây bé. Và video đây bây giờ nó kết thúc. Còn khi các bạn muốn ủng hộ đội chơi này, bạn hãy like và share và subscribe. Và bạn nhớ bấm cái chuông nghe nhờ. Với lại nếu muốn mua thì hãy vô fanpage của Thế Giới Đội Chơi Barbie Kids. Nhưng mà bây giờ chưa gửi nha. Giờ chưa có hình ảnh lên. Cảm ơn các bạn nha, bye bye.